Dạ, hãy xin các bạn đã trở lại với channel mình. Mình là Hành Trung Minh đây. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series Gen 5 Go Play ha. Dạ, hôm nay mình đã hết ca trực một ngày các bạn ạ. Mình sẽ đi xả xì chết một xíu với con mẹt bay bổng các bạn. Thì tối nay các bạn ạ, là hôm nay là thứ bảy các bạn. Ủa, nay thứ bảy đúng không Dương? Mọi thứ bảy rồi nào. À, nay video đang quay là thứ sáu các bạn ạ. Nhưng mà mình đăng video này lúc thứ bảy các bạn. Thì tối nay anh em mình có một cuộc hẹn đua xe các bạn ạ. Thì mấy anh em mình sẽ đem những con xe độ của lò mình để đi lên chinh chiến cái giải đấu, mà giải đầu tiên là giải 150cc các bạn ạ. Giải thứ hai là giải không tới 1000cc, có nghĩa là xe lớn đua với xe nhỏ luôn các bạn ạ. Thì mình vẫn quyết tâm là đem con ẹt này nói với con SH350 độ của mình để tham gia hai cái giải đấu lớn nhất của thành phố các bạn, giải đua nha mọi người. Thì hẹn các bạn vào lúc 7 giờ tối nha, mình sẽ live trực tiếp trên kênh YouTube Hành Trung Nghiêm Minh nha các bạn. À, con ẹt bay bổng này em có tự tin không Dương? Cõi này chúng ta sẽ chiến thắng. Em đang dọn à, ngon lành luôn ấy. Mày dọn, mày đang đâu vậy? Anh chạy qua garage, em đang dọn xe. Anh em mình đi dợt xíu nha Dương. Ê, lâu lâu mình chạy lên thăm nhà cũ xíu mà lấy mấy con xe cũ về thì mày. Ok ha. Mấy nay kinh doanh ở lò hỏi mình ổn không em? Khách đông không? Nó cũng là rai nhưng mà cũng ổn này. Cũng ổn á. Mới giải đấu này mình tài trợ chính cho cái giải đua các bạn. Mục đích anh em mình tham gia giải thứ nhất là để quảng bá cái hình ảnh của lò độ mình các bạn, đúng không? À, với lại đem xe của mình đi dọn đi đua các bạn, xe mình mà giành giải nhất ha, bữa sau khách nườm nượp nườm nượp luôn, bảo đảm các bạn luôn. Thấy nó khoái rồi, hỏi đội xe đâu mà đội xe Thành Trung với đâu. Đúng rồi đó các bạn, lò độ của mình đó bạn, SH150 độ nè, SH350 nè. Có cái nào cầm đi không? Xe chuẩn bị giao khách đó kìa. Ôi, nói các bạn. Uầy. Con này là ca sơ màu trắng hả? Con này em ghiền cái đèn nó không á. Con nào? Con ẹt à, cái đèn nó đã lắm. Đã không? Hai này mình đi xe không? Ừ, mấy xe đó à? Của khách là gì? Mày lên được không? Có khóa xe lại chưa? Của khách rồi, khách rồi. Em khóa rồi. Ừ, vậy thôi ngăn khóa lại để giao cho khách các bạn nha. Mọi chứ để đi mà nó chạy sướng gì. Các bạn thấy xe anh em mình kỹ không các bạn, độ trong đây mà còn khóa xe nữa các bạn à. Wow, đợt anh đeo mặt nạ làm gì vậy hả? Thì anh ra đường anh phải đeo mặt nạ chứ mày, để thôi bắt công mà dân chúng mà nó thấy anh nữa. Nhưng mà đợt ta đeo lại cái thấy nó lu su bu quá à. Đeo lại ra nó bị hiện lên nè. Rồi mắc tên chưa? Rồi ok, đã thấy em đeo chưa? Rồi. Ui. Mày bữa sau mày lộn cái đầu heo của mày đi. Quỷ Dương ngày hôm qua mày đi cướp taxi hả mày? Có đâu mày, phải mày cướp taxi không? Mấy hôm qua đang live stream ở trên Facebook các bạn à. Thấy con cứa nào đi cướp taxi các bạn à, nhìn quen lắm. Cũng đi ẹt lò độ của xưởng mình nữa. Ba mày nó như đi chồng chó vậy bạn. Còn mày em đang dọn đó. Đại ca thấy em đó đúng không? Ôi. Tí nữa anh mày bị xe lụng hả mày? Ê, gà đua thằng gần một không? Ê cu. Gà luôn. Hello. Nghe anh. Ờ thử đua một cái mà em. Lên cái tóc một cái nè. Sống lại mày. Ê mày. Xe zin yếu lắm. Xe zin G1 của mày đúng không? Anh xe mày ngàn phân khối, xe anh có 150cc mà mày nhát mày. Xe này xe em lượm anh ơi. À, xe lượm hả? Nhớ đúng tối nay xách xe đi đua nha mày, 7 giờ tối nay nha. Tối. Tối thứ 7 đua của anh phố. Đúng rồi. Là tối nay nè. Okay. Xe lượm không? À, nhìn chiến nha. Lượm đâu chỉ anh với. Em đang đi trên đường thì em thấy. Thôi mẹ ơi, đừng má, mày trả xe người ta đi. Trả xe người ta đi mày, má, mày công an bắt mày giờ. Dạ. Má, hình như nó cũng nhăn mà châm chỉ hết đó em ơi. Nó không dám đua, nó sợ bị công an bắt đó các bạn. Mất xe các bạn, mấy xe này xe không giấy tờ đó. Rồi, chạy xe độ này ngoài đường hình như cũng bị công an bắt ha em. Ờ, công an giấy á. Công an giấy hả? Đây xe. Các bạn nói anh là chạy xe toàn chạy có một bánh nè, có nửa bánh nè, thấy đúng không? Đúng rồi. Đấy, cái con 150 này chạy bánh ngon vậy. Đại ca đúng rồi, chạy cũng có nửa bánh nữa các bạn ơi. Quá đã các bạn nè, để mình chạy nhẹ nhẹ cho các bạn quay clip nha mọi người.
Quay clip TikTok và up lên group luôn ha. Các bạn nhớ lên follow fanpage mình nha. Mình sẽ live stream 24/6 trên fanpage Thành Trung Nghiêm Minh nha các bạn. Lên fanpage mình để phần điểm sọt nha. Đúng rồi. Anh em nhớ like fanpage của anh em mình nha. Đúng rồi. Sắp tới em có like fanpage luôn không? Sắp tới em cũng có dự định like fanpage rồi. Sắp tới sẽ mà... đến em like trên Facebook nữa các bạn. Đúng rồi, nhưng mà để sếp máy móc rồi các bạn ơi. Chưa xong chứ. À ngầu em, anh bấm chữ G nó quay ngầu lắm. Chạy con hoàng này các bạn. Con hoàng này bữa sau sẽ giành chiến thắng cho anh em mình các bạn. Hôm bữa con hoàng xin bay bổng kia là đã quá đỉnh rồi. Con bài này độ dữ hơn các bạn. Đẹp nè. Bài nhìn nè. Đẹp thiệt sự. Ôi trời ơi. Nghiêng như mày. Còn lại nhẹ quá. Không tháo hay nào rồi bạn. Nhẹ lắm. Này có bay thôi chứ không chạy được. Không nhận mấy thằng kỹ sư là độ mình đẳng cấp quá rồi kìa. Đẳng cấp không? Quá đẳng cấp rồi. Lò độ mình đẳng cấp mà. Nhìn xe đẹp nữa bạn, mâm cũng đẹp nữa. Thử phanh nè, em coi phanh nè, dẫn đầu luôn nè. Ôi, phanh này chở ái đi thôi luôn em. Đúng không? Này vô cái là mẹ lũng mẹ cái lưng luôn. Lũng lưng luôn. Hai cái hai. Ui. Bữa nay nay gì mày? Chốt gì căng vậy? Ôi nay có chốt bánh xác đây nữa. Xe đồ ơi cam, xe đồ. Xe đồ. Trai tấp xe vô lề chúng tôi. À công vụ đang chờ hành chính nha anh. À, nay có tiền án gì vậy? Tấp tấp ở đâu anh? Tấp bên biên giới bên đây hả? Tấp bên kia anh? Tấp anh cứ tấp vô lề đi. À rồi. Chúng tôi tiến hành làm việc anh. Wow. Anh cũng trong ngành không mà mày yên tâm, mày cứ để anh. Để đổ ra. Thu xe. Nó chốt gì sao chạy mày? Bắt chạy bắn mềm mình quá. À anh, xe tôi mà. Sao? Ôi sếp chết hết. Sao lấy xe ra rồi sếp? À, sao kiểm tra vô gì mà anh chạy? Okay. Ôi, sếp gì lấy xe bắt đầu kiểu vậy? Sao? Mấy anh làm ăn kiểu gì vậy? Thôi mấy anh trai ơi, vụ gì vậy? Nào làm gì cứ tôi kiểm tra tôi đâu rồi? Để anh. Ui, cái gì vậy? Đi xe xe mạnh quá thôi cảnh sát giờ té nè nhá. Bây giờ là làm gì sao cái xe người dân đi vậy? Xe ôi lại cho tôi ơi, chuyện gì sao mấy anh dừng xe tôi lại mà anh dừng xe lại anh hỏi gì vậy anh chạy? Bây giờ anh là gì? Xe anh nè anh vô đây mà chết mày anh xe anh là nó mới kiểm tra hay gì mày ơi. Kết cấu xe nhá, xe này mà thay đổi kết cấu vậy anh, xe này xe zin mà. Để tôi lên tôi nghe thử cho nghe anh kê cái lỗ tan vô đây. Xe mới nhập về mà. Xe này xe zin rồi sếp. Trời ơi. Thấy anh nói gì đi. À? Xe này sếp nhìn sao nè, sếp nhìn có máy móc còn nguyên zin luôn nè, chứ có thay đổi cái gì đâu. Hả? Biển số hả? Biển số nằm ở dưới kìa. Biển số nằm cuối dưới xe kìa sếp. Chết luôn rồi, biển số nãy anh sẽ té rớt biển số rồi sếp ơi. Nãy sếp này chạy nè. Rớt biển số của em nè. Sếp nào giật test xe của tụi em rớt biển số luôn nè. Đúng rồi nè, người anh nhét rồi nha. Hả? Gì vậy? Sếp này con gái hả? Ủa, nhìn đâu giống gái đâu, nói chuyện kỳ vậy? Ê mày. Mày thằng này. Chút thôi để người anh chắc mình xin xe này có phải của anh không? Thấy sếp ơi. Xe mới sếp đi đâu về mà sao tuyết rơi vậy mới sếp. Xe mấy này kỳ vậy ta? Má mày này đâu ra vậy? Tôi để người anh đi vô đây. Đây đây, tôi đây, tôi đây. Anh chủ xe, anh xuất trình giấy tờ. À, giấy tờ anh? À, giấy tờ tôi. Tôi bỏ quên ở nhà rồi. Tôi chủ xe nè. Vậy bây giờ xe này tôi tạm giam nhá. Đó, tôi chủ xe mà tôi xuất tình nè. Tạm giam gì anh trai? Mình linh động anh cho anh em đi đi. Xe tôi cũng có vi phạm gì đâu. Xe đổi sơ sơ thôi. Xe này độ. Độ xe là vi phạm là thay đổi kết cấu xe rồi nhá. Mẹ chắc đóng tiền đi quá dư. Rồi chết. Vô đây đông quá anh em mình bật lại không nổi đâu mày ơi. Cho nó vui mình vào trong đi.
Thế ơi, giờ mấy em ghi bây giờ là cho giúp cho em đi thế ơi. Rồi được, ok, bây giờ là nó có hai phương án. Một là anh để xe ở đây, hai là thôi em chọn phương án 2 sếp ơi, phương án để xe này em thấy không hợp lý sếp ạ. À. Xe này ngày tối nay còn đi đua bơi nữa sếp. Không được. Hai là anh biết anh em ở đây bao nhiêu người đấy? Đúng rồi, tụi tôi đếm được vào. 1 2 3 4 5 6 1, một người sếp ơi. Có một người sếp làm việc với em mà. Đúng rồi. Em điểm khôn các bạn. À, mẹ ở đây đông lắm mình thật ra. À, nếu mà chung cũng đậm á. Ừ, chung đậm lắm. Anh ơi, bây giờ nè. Dạ. Có thằng nào đẹp? Anh ở đây. Người 200. Mày em ra đây đi ship. Một triệu hai. Ship nào cũng giống ship nào vậy? Đây đây, anh ở đây. Ở đây, sao mấy ship mày đeo khẩu trang giống nhau quá, không nhận ra luôn. Bây giờ là có phương án 2. Mỗi người ăn chung cho tôi 2 củ. Mỗi người 2 củ hả ship? Đúng. Gì? Gì ship? Thằng bạn anh. Ship niêm yết cái giá này đâu vậy? Má, mình cảnh sát bẩn mà chưa bao giờ mình có cái giá cao như vậy. Bây giờ tôi lấy xe về đồn nhá. Xe đổ về lê. Bây giờ, xe này đổ này em không được cái gì giao hành ở ngoài đường rồi. Thì con xe này cao lắm rồi, xe này có sát xe có 2 triệu rồi, giờ ship thu mỗi người 2 triệu là 12 triệu, tiền đâu đóng ship. Thôi bán xe, ship giữ xe luôn đi chứ tiền đâu mà đóng dữ vậy. Người 200 ơi, người 100 ơi, 6 người 6 xị. Đẹp rồi ship ơi, ủa 5 người à, 5 người 5 xị ship ơi. Ủa 6 người còn ship nào mà ghê đó. Má cảnh sát cái gì mà núp cái xe vậy, không cứu nọ kia là ai đó vậy. Nhanh còn lẹ nào giờ sao sếp, giờ 3 sĩ sếp ơi, cái giá cuối cùng một cụ gì chắc vậy, thấy anh em ở đây cái này không có xe lấy gì đi giao mày thôi mày... ok sao? dương mày chi đi dương, anh hết tiền cho mọi người rồi, còn 79.000 à, rồi thằng đầu heo này đưa tiền nha. Rồi anh ở đây sếp, vô chỗ kính đi, vô chốt trong đi, vô chốt trong đi, đừng đứng ngoài sao đấy mày. Phải đưa tiền các bạn ơi, không đưa tiền bà nội nó làm gì có xe đi tối nay đua các bạn. Má đi vợt mà gặp xui nữa các bạn. Mình tưởng đâu mấy đồng chí này quen nè, thằng Quý đồ thằng kia thì xin được các bạn. Còn mấy này mình đang trong cái trực mà mình biết mình mà Xích Long mà biết mình đi xe độ nữa, má Xích Long cho mình ra ngành luôn các bạn ạ. Sao mà một đô nhờ. Rồi anh sếp, đưa tiền rồi anh sếp. Ờ xích dựng xe sát lề sao lấy ra đây. Sếp, ai da sếp, ủi xe em ngay giùm ơi. Rồi em đi nha sếp. Xe này là dạ. Của anh hay là của anh trai mong Grab vậy? Xe của tôi là em chạy Grab thôi, em khách nhờ thuê chạy chở đi thôi. Rồi sếp đậu xe như vậy. Sếp đậu xe lấy đây, sếp ủi xe em ngay giùm ơi. À được rồi à, lấy lên đi sếp. Rồi mấy anh đi nhanh đi. Ok sếp nha. Thế vậy xong không đi tiếng nữa là nên tiếp nào đạp cho em ra ơi. À được rồi, chạy ra ngoài với em ơi. Nhưng mà chợt hỏi mấy sếp ở đầu nào vậy? Alo. Tiếp chạy ra giúp em ơi. Kẹt mẹ xe luôn rồi. À đây rồi. Trả xe em đi sếp ơi. Mẹ luôn sao vui vậy? Tốc độ đi. Tôi nghĩ chiếc xe này là có nghĩ gì đưa tiền không, nghĩ gì nữa. Tiền rồi nghĩ gì nữa. Dạ, chờ gì đó sếp, xin sếp cản xe nữa. Ờ kìa, đưa tiền rồi cho đi chứ. Kìa lên dưới mấy cảnh sát này nó bị khùng gì mày ơi. Má mày này sao dính theo vậy. Yeah. À cảnh sát gì vẫn nổi gì, đâu súng nữa mấy cha, cho rước người đi ơi, súng gì nữa. Quấn xe chạy ra, chạy ra. Mấy này bị điên mà, khùng mày. Như mày ô kìa, nó bắn luôn kìa. Ủa gì vậy, cảnh sát méo gì lấy súng bắn vậy. Tụi này tụi nào không ta? Sao anh không biết có cái tụi cảnh sát nào ở đây mà đi xe gì mà xe cảnh sát mà có tiếc nữa. Mà hôm nay anh coi lịch thử có lịch chốt gì không chứ. Đâu để anh chạy về đồn cũng coi. Má từ từ đi về đồn mà đi cái cổng biên giới khác về mày ơi. Mà đi kìa tụi nó nữa. Má cảnh sát gì mà cầm AK trời. Anh khoan nha, biên giới đồn làm gì có AK.
nếu mà cái cảnh sát biên giới thì đâu có đi xe đó đâu, xe gì là quá à. Ừ. Ê mày, em thấy em thấy cái hình ảnh này quen lắm rồi ca. Ủa sao giống anh em mình từng làm giải cảnh sát không mày? Mời em cũng nghĩ vậy đó, chứ làm gì có cảnh sát nào mẹ mắc súng móc súng rồi bắn từ đưa vậy. Ừ. Mà cũng đúng ha, anh cảnh sát thiệt mà anh bị cảnh sát này nó quằn ta. Trời trời ơi, kìa. Gặp bài già. Má tại vì đang đi xe độ, bà mẹ anh không có dám bật ra em hiểu không? Rồi. Má đi xe thường là mày thôi rồi, bây giờ anh dẹp xe này nè, anh lên ODT. Anh mày lên, anh gọi bộ đồ công an đưa cho mày. Rồi. Cho lại coi tụi nó là kiểm tra thử coi tụi nó là tụi nào các bạn. Mình phải ODT mình mới kiểm tra người của tụi nó được các bạn. Anh đưa thẻ ngành ra tụi nó mày coi thử nó lúc nào làm gì có nói đâu. Đúng. Ủa có xe cảnh sát trên kia kìa. Ờ. Có xe BD chạy dưới nè. Không mày xe cảnh sát xe trắng khác mà. Mày cái trắng kia, xe trắng kia nó lạ lắm, nó còn dính tiết nữa đúng không? Xe ở đâu đâu vậy. Ừ. Không mà Canada thiệt chứ. Mẹ trời nắng vậy mà sao có. Xe dính tiết các bạn. Xe nó đi Noel vậy hay sao mày ạ? Không, em nghĩ mấy này chắc giống anh em mình hồi xưa quá mẹ. Nó giả dạ cảnh sát hả? Ừ, em nghĩ vậy. Được rồi, để anh điều tra. Vậy giờ em làm một cảnh sát không hả? Ừ, mày anh cho mày bộ đồ anh có đi cảnh sát thật rồi, mày cứ đi chúng anh. Ok. Má, có thằng nó giọng éo gì BD vậy? Ê, mày có cảnh sát thiệt mày ơi. Nó xe đâu cảnh sát thiệt chứ. Cái này ca đi bánh không vậy? Đại ca của em mà. Đại ca biết gì không? Biết gì? Hôm nay hôm qua em mới đi cướp taxi gặp đại ca đó. Ê chết, nghe đồ mới lát. Dùng xe này vô đây cái. Đâu giấu đây các bạn, tối gì lấy rồi. Cho em bộ đồ sáng mặc cho các. Mày mặc bộ đồ heo của mày. Nè, vô đây. Anh vô nó đi tí. Ok. Chạy ra. Mẹ bạn. Đúng rồi bạn, đồng đội mình đang ở đồ sát nha các bạn. Ôi. Trời ơi, mình nổi xếp lông các bạn. Có xếp nè, má thằng quỷ sao bộ các bạn. Xếp ơi, xếp. Sao đấy? Sếp ơi, em hỏi sếp bữa nay đồ mình có ca trực nào ở ngoài khu biên giới ngoài kia không sếp? Chốt ngoài kia. Đâu có đâu, BD đang ở đây này, chị đi có chuyên án kìa. À rồi, ok sếp. Nãy em chỉ có cho mình phố thôi anh ơi. À ok sếp ơi. Ôi sếp ơi, ví dụ giờ em cần hỗ trợ em gõ lệnh gì để được backup sếp? Anh sạc ABU anh. Sạc ABU thôi là đúng. Sạc ABU thôi là được đúng không? ABU thôi. ABU, ok, cảm ơn sếp. Em có việc xíu. Má Dương ơi, đúng như anh em mình nghĩ em ơi. Xíu lòng này nó không có ca trực nào ngoài chốt ngoài kia hết á. Mẹ nó, tụi mày mà nó luộc mình hết triệu hả? Anh và anh luộc lại nó mẹ 10 triệu nè. Xong rồi triệu. Tụi mày xong rồi. Ca trực cho em miếng giáp được không? Hả? Cho em bộ giáp được không? Em ngành mày phải ODT mới được. Dạ. Ừ, bấm y vô ODT mới được. Chết đâu có mày giáp được. Anh mặc bộ đồ nào cho ngầu giờ? Anh mặc đồ bình thường thôi. Mày đi hả? Không, anh mặc cái áo sơ mi trắng. Mày làm gì không đi làm mà đi đâu không vậy mày? Chết mẹ. Đừng nói gì Dương. Đi đi chật nghe chả. Giờ đi từng hả? Mày có thấy trốn việc nhiều lắm. Trốn gì mẹ, mới công việc về giờ đi từng nè. Đi dướng. Giờ tao không đi nè. Ừ, đi chứ giờ này ăn không mới không làm gì cũng đồn cho nội. Rồi mày thấy tao mặc đồ mày biết tao là rảnh nhất rồi á. Ừ. Ông mà ông ăn lương của người dân rồi ông rảnh chứ có ai. Ờ, tổ chức cho ai thèm ăn lương người dân như mày. Người dân đóng tiền lên mà tổ chức cho ông ăn với ai. Quỷ đâu ra, quỷ sao vô đó mà gặp đâu rồi đó là bói hụt chi kiếp của mình. Đi Dương. Đi. Mày cũng có nói chuyện với mày. Ok. Quỷ nào đi theo cái vậy? Cảnh sát mà không có ODT thì vẫn chữ trắng bình thường các bạn.
nên nhiều khi mà nó cũng không có nhận ra đâu. Mày này no rồi, no rồi. Tôi no rồi. Á, nó lụm trị của em rồi đó. Đi ra lấy em cái. Lấy lại chục dít chứ mày, sao bỏ được. Mấy này cho nó dít chục dít luôn các bạn ơi. À, dầm dạ cảnh sát hả các bạn. Má, anh em mình không ngờ các bạn có một ngày có đứa mà nó dám giả cảnh sát với tụi mình các bạn ạ. Mà mấy này lấy đồ cảnh sát đâu ra vậy, nó tự may hả? Anh cũng chả biết nữa. Mà nhìn nó cũng mà như thật ha. Mặc đồ giống như em không à. Đúng rồi, nhưng mà anh thấy nghe cái giọng mấy nào quen lắm. Nghe thấy trẻ trâu à. Sao á mày. Làm gì có cảnh sát làm mà mắc bà ca ra bắn vậy. Ủa đại ca mà đi hai người hả? Một đồ vậy sao không kéo đi luôn. Anh nghĩ nó không dám làm gì anh đâu, nó gặp cảnh sát thiệt có nói sao. Nếu phải điều tra kỹ rồi mày ơi, nhiều khi mà lính không lông nữa sao. Nhưng mà anh phải nghi khác. Sao ta? Giờ mình lên mình làm cái gì nè? Lên đội tiền của nó. Đúng không? Lên quần tiền nó xíu. À coi nó lên, nó gặp mình đó thì sao. Thôi, còn đứng, mình hú còi rồi đây, nó yếu rồi cả. Trời, thật nào bắt vô nữa không? Để coi tin tụi nó nói gì vậy. À, có gì không mấy sếp? Có gì không ạ? Đồng chí ra trực, đồng chí ai phân ca trực cho đồng chí ở đây đây. Chào mấy đồng chí nha. À, chúng tôi đang được, chúng tôi là nhân viên mới, chúng tôi được sếp Khoa điều hành xuống đây để kiểm tra trong giờ giới nghiêm nhá. Nếu Khoa điều hành vậy nghiêm hả? Mấy này biết làm, đi làm mấy này biết chào không? Biết chào cấp trên không? Chào cấp trên lại đây, chào cấp trên rồi. Chào cấp trên đâu? Điều lệnh đâu? Ai phân công anh ở đây? Ai phân công? Công chứ nhìn quen thế. Quen không? Ê, mà anh nghe có một giọng nào quen lắm. Coi, đề nghị từng anh xuất trình hãng ngành cho tôi coi. Thôi giờ để bọn em lên xe, để bọn em lên xe. Anh em hết rồi, để trên xe. Ê, thằng đậu vàng đứng lại mày. Thằng đậu vàng. Anh em lên xe lấy thiện anh em ơi. Ê. Đừng lên xe đàng hoàng nha, đàng hoàng nha. Mấy đồng chí mới đàng hoàng nha. Anh em lấy thẻ ngân hết chưa? Rồi thằng chùm đầu đưa dứt ơi. Thằng chùm đầu gửi mặt nạ không mày? Ê, cái thằng da đen. Xuống xe mày. Da đen chùm đầu. Mày xuống xe ơi. Ê, xuống xe mày. Mẹ nó chạy ra. Chắc chắn là giả rồi coi. Nó chạy ra. Mẹ xe giờ mình đuổi sao rồi ta? Em coi anh đi mấy giờ Dương? 8 à. Để anh gọi đồng chí đồng đội lên. Con này no rồi. Nó bỡ được hàng xe ở đâu ra mà. Mẹ hàng xe nè bạn. Nhìn xe ra. Xe lớn cửa. Đúng cái dần xe mày. Đúng xe mày. Đóng cái cửa lại Dương. Trời ơi cửa luôn. Đứng lại, đề nghị mấy anh đứng lại. Mấy anh làm gì chị bỏ chạy. Yêu cầu xuất trình hãy anh. Yêu cầu dừng điện không lại. Yêu cầu phương tiện phía trước dừng lại. Ôi má nó không chơi mình luôn em ơi. Má nó chơi mình em ơi. Chơi mình nè. Gọi cái gì đại ca. Chi viện, hỗ trợ. Chi viện anh đi bắt cấp rồi. Làm sao mày? Anh phải 28 không mày? Anh 88. Hả? 8 đúng rồi, 8 đúng rồi. Kẹt NBU hả? NBU. Bắt cấp. Rồi. Anh gọi bắt cấp lên rồi. Mẹ anh gọi ông nội anh rồi. Mày chết mày rồi, thằng bạn mày chạy mày rồi, xuống xe mày. Mẹ
Mẹ tụi mày chết rồi, giả công an hả mày? Không có xuống xe. Mày no. Giả công an đúng không? Mày no. Dừng lại. Dừng lại. Nó có hai chiếc, một chiếc phía trước rồi. Mày nó bỏ chạy trước rồi. Đừng ra mày. Ừ. Dừng xuống đi rồi biết cảnh sát giả, cảnh sát thiệt. Tụi bay bây giờ nè, nếu mà cảnh sát giả thì xuống đi nói chuyện, tao còn mở đường sống với tụi bay đừng có bỏ chạy nữa. À, tụi này nó ngoan cố. À, tụi mày chạy sao thoát được. Ngoan cố hả? Nào. Xuống xa mày. À. Ngoan cố hả mày? Sao mày chạy sao lại ra tao mà chạy lắm gì? Có đợi nhau rồi, tụi này cũng tình nghĩa quá nhờ. Một thằng, hai thằng, má xe này mạnh dữ em. Xuống xe mày. Xe mà xe lỗ mà mày sao chạy xe tao? Nè, xe nó là xe tuyết hay gì mày ơi? Xe trực tuyết hay gì á? Mày ở cái xứ sở là tới vậy mẹ chứ. Đi rồi. Đứng lại mày. Đứng ra mày. Tao mày nào. Ra tao. Công an Bình Dương. Bắt được công an Bình Dương nữa bạn. Dạ. Mẹ ơi. Nó đúng rồi không đúng. Ủa hả? Nó sẽ cứu anh lại. Nó sẽ cứu anh lại mày. Anh bóng đồ không đúng. Đi. Chiếc mặt á, lên dưới, Ở phía dưới á, à, quỷ xe nhỏ đó rồi ta. Anh đây, đây. Chỗ này sao lấy? Đây, được. Má nó hút còi được luôn nha mày. Ờ, nó hút được rồi. Nó hút còi được luôn kìa. Ảo vậy. Mẹ nên bây giờ xe gặp mấy công an. Đứng lại mày. Xe mày. Đứng lại. Không. Mày không không? Mày không không? Mày. Mấy công an Bình Dương này xuống nghe mày. Có chuyện khó mấy, luôn dính lại. Ai rồi, anh em. Rồi đấy rồi. Anh em tôi tới bạn, anh em tôi tới. Anh mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Xe mày. Công an Bình Dương nha. Đồng chí đi, tôi tông nó, đồng chí ơi. Tránh ra, đồng chí ơi. Để tôi tông á. Xuống mày. Mấy này phải bắt sống á anh em ơi, đừng bắt á. Bắt sống á. Mày. Ê ai trên mẹ anh đông mạnh quá em ơi. Hay quá, lũng lớp rồi. Chạy. Ông mang Bình Dương rồi. Một xe ở phía trước rồi cả. Ờ. Mình bỏ xe này xong mình đồng chí kia. Xe phía trước kìa, xe phía trước kìa. Mình lậm xe phía trước rồi. Ừ, xe này có vẻ ổn đó. Đúng rồi. À, xe này dám tông một đồng chí của mình ngã xe luôn rồi. Mày phải lập công của mày ạ. Này khoan vừa lập. Xe kia xe quá em chỉ thả xe kia. Ôi kia lao vô kìa. Mấy đối tượng này ngoan cố á. À đồng chí ơi. Lóc vô lại. Ngoài. Mấy em đồng chí mình bị thương kìa. Không phải do anh nha anh em. Xui ơi. Xui ơi bạn. Ừ, mày lên nghe mà tới rồi. À mày ạ. Không trả mày. Rồi. Rồi xong rồi. Ha ha, đối bắt được em. Này nó ngáo rồi. Ngáo gì
Bên cảnh sát này gạch thác vui vẻ vậy mày ơi. cảnh sát vui vẻ bạn, vậy mà nó còn lạc quan nữa bạn. Mình đụng nó tới cái này nó còn lạc quan nữa. Rồi xuống biển luôn nè. Rồi xuống tắm biển luôn nè em ơi. Ai 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 à. Mày nè. Mày hả mày. Rồi chạy đi. Chạy mày. Mày chạy đi. Mày chạy đi. Xuống xe à. Mày chạy đi. Nè mày. Mày chạy đi. Hai mày chạy đi. Bước xuống này. Ngoan. Bước xuống. Ây da. Ây nó bắn chưa. Mày nghe mày. Xuống mày. Ây da. Ai tông vậy. Chống đói hả mày. Chống đói hả mày. Chống đói hả mày. Chống đói hả mày. Bỏ xuống xuống mày. Ê nó còn chạy kìa. À, chạy kìa. Đi 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 đi. Đi dương lưới. Đi đi đi. Đây đây đây. Đây bắt được thằng rồi. Ủa mà sao xe nó có thằng vậy. À. Ờ còn xe trắng nữa, còn xe trắng kia nữa. À mấy này. À đây rồi xe trắng kia. Nó bị đụng cái đó nó còn chạy được không. Này. Ôi đụng cái văng luôn kìa. Ôi vậy. Nó leo dữ vậy. Xuống mày. Xuống mày. Lật cho hết gớt gớt đèo nè. Gớt đèo. Mà nó ngước từ đó rồi. Mày thích kiên trì nó lì quá mày. Cái xe nó biến dạng nó lên chạy rồi. Lì dữ dằn luôn rồi đó. Chạy lên đây nè. Gái chạy ở đây được đi. Để coi, để cho nó chạy bạn. Lên nổi, lên nổi. Mày nó đi kia được mày ơi, nó đi kia được. Nó bị xe hư nào đè kìa. Để coi làm gì mày. Đúng rồi mày. Nó bỏ chạy được kìa mày. Thằng này thằng... Ủa sao nó mắc cái gì vậy. Nó mắc cái cây. À đâu có chiếc xe hư ở đây nữa vậy. Dí lên tới núi luôn rồi. Chạy lên quý. Quý quý. Mày lập công quý rồi. Mấy ngày mình qua video nó làm ăn sao này ra. Mấy này qua làm cũng được đó mày. Hèn con này ngoan mà. Cái này lì trâu vậy. Lì như trâu nè. Đầu xanh các bạn. Sao mày. Đầu xanh nè. Đầu xanh vui vẻ hả mày. Sao mày. Đầu xanh đầu hư. Mày coi có công an đâu đổi mũi gì mày. Lên em. Má quỷ nó lì thiệt chứ trời. Cái này nó chơi đá à. Thảo gì chứ. Đó xuống biển. À dạ dạ. Má. Đi dắp cái cục đá bay lên rồi. Điêu ơi. Ủa Xíu Lâm bị thương gì cần gấp cứu vậy. Ui. Cái con xe nào đi sao. Phía trước có hỗn chiến gì mày ơi. Ui, bắn nhau rồi. Mày ơi. À nổi bắt. Trời xe không vô. Đúng đồng chí kia. Quỷ này quá lì nhất luôn mà. Này lì nhất đàn luôn. À. Anh bị gian lắm kính nói. Từ từ đến cái nói lại. Dạ đùi gian nghe em. Đó cái nói rồi tự nó cái nói lại không em. Ờ nó báo gì ra. Nó báo lót connect nó văng anh ra ngoài nè. Giờ kết nối lại vậy. Anh bấm F1 lại. F1 chọn server đúng không? Chọn server lại. Ok để vô lại các bạn ơi. À nội nó mạng như này mà 1 giờ sáng mà còn lắc nữa các bạn. Quá trời quạo rồi. Anh em đợi tôi xíu nha. À đây rồi. Trong lúc này phải có 5 phút quảng cáo cái nhờ. Đúng rồi. 5 phút quảng cáo fanpage các bạn ơi. Thời điểm này là thời điểm vàng để cho các bạn lên follow fanpage xong tiếp tục quay lại coi video này của mình nha mọi người. Các bạn xem một video mới ở trên kênh Thành Trung Gaming nha các bạn. Đây các bạn ơi, đây là cái fanpage của mình nhé.
Trời, làm cảnh sát ở Bình Dương nha các bạn. Tối ngày hôm qua mình like đấy các bạn. Cách ra chung rồi cách ra gaming nha các bạn. Thành có dấu nha các bạn. Lắc hết nha các bạn. Chết nó ra rồi. Chơi chơi. Ok là ok là. Bắt hết tụi nó nào. Vô lại vô lại vô lại. Cảnh sát Bình Dương vô lại các bạn. Đeo game. Cảnh sát ấy đâu? Lính mày sơ cứu vậy? Lấy sơ cứu cho mày ơi, mày sơ cứu vậy? Này lính tôi mà biết 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 biết. Mày lính tôi. Ông sơ cứu đi, ông sơ cứu nó vậy cho mày. Dạ anh. Dạ sao? Dạ mày. Dạ, cho tí máu rồi. Mấy sếp cho tí máu rồi, mấy sếp. Mấy cái xe này giam hết thôi sếp. Đại ca có thằng BD cho bắn em nè. Bắt luôn. Ủa mấy sếp mấy sếp. Phải mình mà mấy sếp. Ủa. Đại ca. Ủa sao cộng em vậy. Ủa gì. Mở cổng đó, mày chui ra đi. Đây đây đây. Gì hết đồ bắn em mày. Thằng này lính tôi, thằng này lính tôi. Bình tĩnh đồng chí ơi. Bình tĩnh đồng chí ơi. Trời ơi, mấy đâu bị bắt hết rồi. Đồng chí cái bạo rồi kìa. Cái này căng quá. Cháy cái đồ mà Thành. Cái nhớ đòi tiền lại cho em nha. Alo alo Dương ơi. Nghe em nghe nè. Nghe rồi. Tại rồi. Sao tự nhiên bắn tôi làm gì? Alo alo. Dị quý. Mấy tội phạm anh em bắt ở đâu rồi? À, trên xe đây. Về nhà tù hết rồi mày ơi. Rồi về, về nhà tù đúng không? Ờ. Rồi rồi rồi. Rồi. Quá. Rồi, rồi tự. Biến mày xe tao mày. Lỗi cái đợt xíu, lỗi cái đợt xíu. Biến mày xe tao. Á à, quỷ này. Con này nó ngồi xe nè. Chạy xe giặt trứng đi về luôn. Lên chưa? Bà mẹ đi xe này kỳ cục hàng chỉ nghĩ nè. Quỷ. À, quỷ đồ xanh. Xe này hút cò được luôn nè mày. Mày sẽ chạy chậm lắm. Xe này cái bánh hình như là để đi đường tiết các bạn ạ. À. À, quỷ. Quỷ nhỏ. Đi nói chuyện với mày. Mày mày láo đó mà. Alo. Cho nó quang, cho nó quang. À đây rồi. Mày thấy tao lên tao bắt quy ngộ luôn không? Ngờ ngờ. Để kéo lên đi, chạy nhanh lên. Ê nhóc mày chạy nhanh lên chút, tôi nói chuyện không mày. Nè chạy nhanh rồi đóng cố nội. Chết. Mày mất tiêu liền á. Xe này chạy hết tốc độ rồi. Xe yếu mày, xe này tao làm kia cho tao. Xe này mấy nguồn què này nó ăn cắp ở đâu á. Mày muốn làm chiếc như mày tao. Chạy nhồi, chạy nhồi. Xe này tụi bay lấy đâu vậy? Cấp dưới cho mày cấp. Tới giờ vẫn còn cấp dưới hả mày? Tụi mày có cấp trên mà đặt cấp dưới hả mấy anh giải danh công an? Em là nhấp công an nhấp. Công an nhấp hả? Thằng này nó lì kìa Dương. Má đại ca. Tụi hưởng cái mọi con xe tụi nó mạnh mày. Đại ca nhé vô đại ca. Đấm vô nó cái. Đó. Đó. 1, 2, 3 kéo nè. 1, 2, 3 lên. Ún. Kéo đi. Cú lừa mày. Chạy miếng đường đâu mày bấm lộn nút thôi. Kéo mà kéo rồi kéo
qua mặt hộ, qua mặt hộ. Ê à, ê à, ê à. Ê à. Mấy quỷ làm gì giờ? Làm gì giờ? Coi chạy kìa. Mày giỏi đó. Ê, sao bồi cây. Mình có nên điều tra mấy này, bọn này bọn nào không được kìa. Ừ, anh nghĩ là điều tra coi, má bọn nào mà lắc nhắc láo nháo vậy ta. Ê quỷ. Ê, nhóc. Nhóc. Mày đây đại gai của mày tên gì vậy? Không hết nha. Mày quỷ BD 21 đó, nó quỷ cái gì á. Mấy bộ đồ cảnh sát mà mày lấy đâu. Mày lấy đâu gai vậy, mấy bộ đồ cảnh sát này vậy? Dạ cho có cái dưới cho. Dưới cho, mày hay quá, mày có phải cảnh sát không? Mày cảnh sát hả? Chủ em là cảnh sát nhóc. Cảnh sát hả? Ừ rồi được rồi. Để về cho mày đi tù ha, cảnh sát ra cho đi tù cho biết ha. Lì ha. Nhân giả. Chủ mấy trong nhân giả nhé. Thằng này nó bị đớ cái gì mày ơi. Mày léo lưỡi rồi coi. Quỷ tài nhớt nè. Ui. Đi đâu mày? Đi đâu đây mày? Em đi lượn dạo phố. Ê bữa nay mày không trong ca trực sao nhà mày đi đây mày hay mày bị đuổi rồi? Em chưa. Chưa tới giờ trực em hả? Em có anh mà. Đó đâu mày xuống mày đưa anh coi coi. Đúng xe rồi. Nãy giờ này đi lương nghêu đâu đây mày? À tao nhớt nè mày. Rồi rồi rồi. Mày đi đi. Mở khóa xe mày. Đây Duyên ơi. Em sợ đã cố. Anh tưởng. À anh tưởng tại nhớt nó tuột đồ ra chắc không phải đâu. Bye bye sếp nha. Ừ. Bye. Mày. Đi nhau. Việc. Thằng này nhóc lấp khóc. Mày bớt ngọng lại đây. Thằng này nó bị gì á mày? Gọi lại bị gì ta? Nó như nho nho. Nó bị sức mồi rồi. Sức mồi hả? Mày bớt sức mồi lại được không? Nhoi với kêu nhoi với kêu nhau. Á mày đớt mày. Còn mày nhảy nhoi nhảy nhoi đi. Mày đáp nào vậy? Mày thấy đường này đang dẫn vô tù không? Giờ cho mình một cơ hội nè. Bây giờ mày chu khai anh dừng lại. Còn không mà mày vô hẳn vô tù á. Mày, hẳn... mày đáp nào? Công nhân nhấp ở dưới núi. Không dưới núi mới núi. Đầu xuống nghe nói vậy. Đại cả lông xe là lâu rồi xe kìa. Á đấm mày cái. Mày này là phải trị đó chứ mày lâu lại ra, nói ra ra. Nó cười mày ghê, sao mày đánh anh? Tiếng nghe vụ nhựa nhân như... Nó ngồi nó hát mà mày nó không xạo đi ơi. Mày nó chơi đùa ấy, mày nó chơi đùa. Đấy rồi. Chết chuyện đó nè. Má nó có súng trong tay đó kìa mày. Mày đám nào mày? Đám nào mày cay chưa? Má khùi xa mặt. Má cho cái tụ mày ơi. Ai đâu mày làm anh đây mày. Ê! Quỷ chứ. Ông mày hết á. Mé mày ai cho mày chạy mày? Hả? Mày chạy không? À nhầm. Mày chạy không? Mày nhớ ngáo rồi là cao đưa vô tao nó ngáo. Nó bệnh viện tâm thần ra mày ơi. Mày đâu vậy? Chạy lại. Ngại hài quá. Mày đừng có chạy nữa thôi. Mày chạy lại xe coi. Nhất ảnh nhất mày bỏ nhỏ nhồng nha đi. Mày chạy lại xe không? Mất mới bỏ cọc mày. Mày ở đâu mày được quyền nhỏ, mày. Nhồng nhồng mày. Mày lại chạy xe lại Dương. Nhất cháu ơi, hết máu rồi. Hết máu rồi mày ngoan đi. Giết chở mày lại tù nè. Trời ơi nhớ nhất nhỏ nhồng nha. Mày lên xe nha, mày mà chạy là mày chết đó. Súng bắn á mày đó, lần này hết bắn súng điện rồi đó. Thấy súng chưa? Thấy chưa? Bước lên xe. Xe gì lỗi vậy? Mày bước lên xe cho mày. Bước lên xe cho lên. Mày ngáo đi. Nhanh lên. Hình như nó đang bị dắt, nó đang bị dắt hay sao á. Dắt anh đi dễ ngay. Anh đang bụng. Mày nhẽ không? Mày nhắc như nhẽ không? Mày nhắc như nhẽ không? Bước lên xe lẹ lên. Nên nó nhụn nha, cho anh đi đi. Vô lẹ, ui nó chết giờ, cái nó chết đó, lên lẹ. Chết. Đi nhậu. Mày đi cầu nó chứ.
Phá mạnh này. Đợi, đợi xíu. Tù nhân đi ế. Phá mẹ đó. Xúc kẹo đó. Con mẹ đó. Thật tao mới đại kìa chứ mới đại ca. Lần đầu tiên bắt ấy thằng, thằng không ra chơi. Mày nghĩa nè. Bước lên xe lẹ. Mày lên xe không hả? Mày chết đây luôn nè. Bước lên xe nhanh lên. Nhanh lên. Một. Cho mày đếm từ 1 tới 3 nha. Mày không lên xe mày chết đây đó. 1. 2. Chạy dữ vậy. Thằng này nó không thể chết. 3. Ê, sao mày lại giữ mày? À. Tiếp. Quỷ này nó nhồi xíp ơi, xíp bắt nó vô giùm em ơi. Tao kêu mà đem về nhà tù với mày. Nó nhảy ra khỏi xe rồi, nó không có lên nữa, nó bị dính cái còng của xíp. Xíp lo nó đi, em chạy vô tù chứ nha. Quỷ. Cái mày ơi mày. Quỷ nhồi. Giao lại cho sao bộ đi bạn. Quỷ nhây quá. Áo gì mà ráo. Rồi, vô mình đòi tiền tụi nó lại ra. Không, ơi mày, xe thông, thông gớt cái đại ngũ hết trơn luôn. Xe cảnh sát phay, phải nồi. Các bạn nhìn đó mày. Mở cửa rồi. Chồng rồi, xếp chồng, xếp chồng. Hả, nghe. Mày. Vô, à. Vô sơ cứu kìa cái anh. Đâu nào. Nó cắn lưỡi, nó cắn lưỡi chết. Đâu, mở cửa đi, sao, sao cửa này mở được. Mở cửa mày. Đi đường nào vô vậy? Mày vô, nãy mày vô đường nào vậy? Mở lên mày. À, cửa bật đây mày ơi, đến thử bật ơi. Đâu nào đâu. Mày hả? Mày nào vậy? Mày nào vậy? Mày nào mày? Đứng lại mày. Ủa? Ủa? Đâu rồi? À, à, bị thương rồi nè. Ra là mày. Nha là mấy mày. Thì ra là ông bê. Vô tù đi. Mà sẽ cứu dần này giùm em cái đại ca. Ừ, đến sẽ cứu cho. Ê, cái đèn. Đấy. Làm cái gì mày giải sáng mày. Anh mày. Anh quay làm gì đây giải thế này. Mày đấm nào mày. Thôi con nè coi. À. Hai bước vô tù ơi. Ê mày. Dương qua đây coi độc lạ. Ủa? Bình minh nè. Ủa má ông hải này sao mấy nay không xuất hiện mẹ mày xuất hiện lại bữa nay mày ngu người mày đi làm cảnh sát các bạn á. À cái thằng da đen này mày vô đây mày da đen bước vô đây mày bước lại giả quy nữa bạn hai quỷ này ngáo hay thôi giờ đây bước vô đây ơi bước vô đây ơi xếp mở còng nha mấy xếp ơi còng đó. Rồi, đi đi đồ đồ cái mày. Đâu có mày. À, rồi đi, để tôi khai thác ra cho ông khai thác mấy kia đi. Hai này để tôi. Ông bị điên đó ông nội. Má. Trời ơi, bước vô lòng mày vô lòng nó đi để nói chuyện. Má. Thế xong bữa nay mày ngáo với mày. Bước lại coi. Quỳnh Anh, mày canh ngoài kia đi, đừng ra vô đây hết em. Anh xử lý cái này á. Xong bữa nay rồi. Cái gì? Em có biết đâu bọn nó rủ đi cùng nhà. Bọn nào? Cái gì? Em có biết đâu đang bí tiền quá. Mày mày sao mày vậy giờ không vậy? Bây giờ mày vô tới tù rồi sao? Này thì chứ. Thành phố đợt này nhiều công dân mới lắm. Bọn gà mờ không biết gì đâu. Mày đi với anh em thì không đi. Mấy hôm nay ông đi đâu? Ok, hôm nay vừa về quê. Bà mẹ vừa về quê lên làm gì? Vừa lên thành phố thì gặp mẹ cái đám kia nó bảo là ừ. Mấy hôm nay ông có biết gì không? Ở thành phố nhiều người đến lắm. Gọi tôi làm giả vờ cảnh sát. Kiếm tiền á, từ sáng giờ thằng Ban kiếm được nhiêu tiền rồi? Mà em chưa kiếm được thằng đồng nào thôi. Cái thằng nhận tiền nó bỏ trốn rồi. Đại ca thằng bỏ tiền, thằng đã được đồng nào đâu. Thằng cầm đầu nó tên gì vậy? Em không biết luôn. Nó che mặt hết mà. Mẹ, sao mày làm ăn với tụi này mày, sao mày bị dễ dụ với hai? Vô bảo rồi, cái giờ mày vô tù sao? Ôi đại ca cứu lần này đi. Mẹ, ăn hết ăn chết luôn. Em vừa thiếu tiền, vừa thiếu tình cảm.
Má hết ăn rồi báo về mấy anh em tôi chơi cho mày. Mày có nhốt này không hay mày nhận tiền hối lộ đây? Tao biết hết nha mày. Đang tính rồi, mấy anh kia không tính thử sao mày? Tao bắt tù hết á. Mấy thằng giả cảnh sát là tao ghét lắm rồi. Đồ lâu mày. Mày ngon. Tụi mày ngon cởi ông anh nói chuyện tao nè. Ây da. Thằng này nó bị cái lì, bệnh lì trong người để chị cho. Lấy vô cô chị nó mấy ông chí. Ây da. Mày chết tao mày. Lộn. Ừ. Ừ. Ra xếp. Mới này giang hồ dữ rồi. Thằng nào giang hồ dữ rồi. Cái đồ ngành ra đánh nhau đâu, thằng nào nói. Mấy này giang hồ dữ rồi. Không có đồ à. Đó cái việc cái chuyến lần này là mày bắt á thì mày tự xử lý hết nha. Rồi, để tôi xử lý cho. Tôi với mấy anh đệ cảnh sát này là Quỳnh Thanh gác cổng nha Thanh. Mày thằng nào là mày? Ê! Má này lì kìa. Má mày liều. Rồi, mày liều. Má mấy này chống đối. Ê mày. Thằng này lạ mày. Thằng nào nữa? Ê, mày dám vô đây bạo loạn luôn nè. Thằng nào vô đây trong tù. Thằng kia kìa xếp. Thằng xin kia với này xếp. Em là lính quân trung mà. Mày là lính tôi sao lính mày? Lính tôi. Phải không mày? Sao BD mày xài xài AK? Lính quân trung mà. Mày bóc AK gì vậy mày? BD tôi nhớ là mấy thằng kia kìa, AK mấy thằng kia nó bất thề. Tôi nhớ là chỉ xài 14 thôi mà. Tao quy định chỉ xài 14 mà. Để tôi nói với anh em là rồi cũng cứ dừng rồi mày đâu ai mày có được gì các thứ không đại ca lẹ tao mãi mới tao nhiên lộng báo không vừa ý báo mày chứ trời sao cứu ngã đây mày thằng này đi vô mày đi bên em mày không đi mẹ đi với đám nào mày trốn mày thằng này cho nó liên quan chích điện anh em ơi. Chích điện cho nó 1000W. Mẹ, hình hại nó báo giờ. Nhưng mà kiểm tra vô. Mấy ông này rồi, cái mấy anh này. Ôi, lính tôi mà, lính em xíu ơi, lính em xíu ơi. Mày, em phải không mày? Em đang đào tạo cho nó lên hình sự không xíp. Mày có đường, cái hẹn ngành nó đâu. Hẹn ngành nó bỏ qua xe ngoài kia kìa, thằng này em bảo lãnh nó xíp. Anh ta đi, mày lấy cái chức gì mà mày bảo lãnh nó. Xếp lâu, nó coi như nãy bắt em là ngày xếp. Nhưng mà em có lập công mà bắt này lập công bắt mấy này mà mấy xếp tự nhiên sao. Tao lâu bảo anh nói vừa mày bóc cái cây hay gì vậy. Còn thằng da đen. Vô thằng da mồi cuối cùng phải nói với các sếp mà. Em đi về trước rồi. Ừ, mình dưới đi. Lén lén ngay dưới đi. Vô trong nói chuyện xíu nói chuyện cho mày vô trong đi. Đi. Em đi. Đi. Đi chạy ra cho. Chạy đi. Thằng đầu cáo này vô luôn. Thằng này xăm đầy mình mang kiếm hồng này vô luôn đó đi. Chạy ngoài chưa? Rồi. Em ra. Rồi, về trước đi má, mày bóc AK ra nhém mày báo luôn Dương. Nhưng mà cái cổng này không có thằng kia đâu rồi. Kìa chạy lên lầu kìa. Mẹ nó chạy lên lầu kìa. Tao hỏi thằng đệ mẹ. Để đâu? Để nào? Nói gì cha? Má đâu rồi ta? Để nào? Tao ra kiếm nó rồi. Mày ra mày. Mày ra kẹt. Đâu mày? Dạ ơi này, dạ làm gì đánh tôi không nội, má sao quýnh tôi. Mang nhau mà chạy được chứ Dương. Mày đi ra coi, tao đi kiếm thằng kia coi. Chạy được chứ Dương. Dương má, mày cái cổng nó khóa nè, đại ca đâu mở khỏi cổng em gái. Mày dám mắc tao. Mày dám mắc tao. Chạy Dương. Ông sẽ bô ra tới rồi nè, đại ca đâu mở cổng rồi. Má thằng kia đồ hả mày? Nếu mà đài cảnh sát á, mày sẽ mở được cái cửa này. Mày bắt mở cửa cái này kiểu gì ta? Để chạy dương chạy đi. Ê thằng áo hồng cướp ngục kìa anh em, chạy dương mở cổng mà. Chưa mở chưa mở. Hả à, chết đi em ghé à. Người lại ngã. Sắc em rút ông chết rồi. Chạy mở vô. À cộng em nè. Dương rồi. Má mày về chạy không mày. Mày dạ. Mở cổng trước đi, mở cổng trước đi rồi cởi cổng anh chạy nè. Chấp điện nó là thấy cổng mở chưa? Chưa. Anh biết mở cổng sao mày ơi? Vậy. Mở chưa? Chưa thấy. Nhưng mà ông Long ông dắt anh theo rồi nè. Đi của thằng này ở đây không? À, này anh nè.
coi nhận diện khuôn mặt ông đó rồi. Nó có trong video không? Đại ca đưa em vô đi, xong rồi đại ca lên. Bây giờ tôi nhìn mặt tôi lạ lắm rồi. Thằng nào vậy? Thầy kiểm tra rồi. Tôi nhìn phát tôi biết luôn. Phát hiện AK sếp ơi. Ba cây em rồi à. Anh mở gồng rồi đó Dương. Sao? Thấy cửa mở chưa? Em thấy nó chưa. Chưa mở cửa ra. Nè thấy cửa mở chưa? Chưa thấy gì thấy. Thấy chưa? Cầm lại rồi. Đèn đi. Đèn tới giờ. Bắt giam luôn. Rồi. Rồi. Đối đầu ra. 50 năm luôn. Còn chung á, mày làm gì với này tao không biết, tí về tao giải quyết mày làm sao. Làm gì mày, tao đây tao bắt cảnh sát giả mà mày nói gì mày. Giỡn mặt mày. Rồi, đem nó vô tù nhốt tù đi. Ê, anh đem khứa này vô tù anh ơi. Lẹo ơi. Má Dương mày móc cái gai ơi chi. Mà giờ ổn chuyện luôn rồi nè. Má giờ gối luôn rồi đó. Em có bà nội mà. Đại ca nói thằng Thanh đưa em vô đây rồi xin một xíu tính. Em cứ thằng anh em đưa sếp mà. À, chưa cứu được ông Hải nữa. Mày ơi, bắt vô tù đàng hoàng đi để tí kiếm đường thả sao vậy anh ơi. Ok chưa? Nàng Dương à má. Mày đưa anh Dương xong rồi mày lấy đi xe đi đi. Rồi tới. Chạy không mày? Gì mày đánh ngoài mày? Lộn. Má mày đánh tao nãy nhiều lắm mày mày nhịn mày nãy giờ nha mày. Nghe tao nói mày. Nghe. Lâu. Nghe mày. Thằng kia làm gì vậy? Mày giải quyết sao? Thằng nào? Thằng kia giả cảnh sát gì đi tù ơi, giải quyết gì nữa giờ? Gì mày, nãy mày kêu mày nói là đệ mày mà. Đó đâu, nhìn lộn cho nội ơi, má nó giả dạng, nó đeo mặt nạ của thằng đệ tôi. Nó giả dạng. Thì ra nãy giờ tôi mới chết lại rồi, nó đúng là cảnh sát giả. Thì nhận mày giận rồi, chứ cho tưởng mày kêu đàn đệ mày tao xử lý mày luôn. Trời ơi, làm gì có má, tôi đi bắt đóng cảnh sát giả mà trong đám cảnh sát giả rồi có thằng đệ tôi làm sao được. Thật lâu. Cái đống này phiền phức quá, tao để mày giải quyết hết á. Rồi, cứ về nghỉ ngơi đi, để tôi. Sếp, em có thẻ ngành nè. Ừ, mày giống có thẻ ngành lắm á. Có. Mặt mày, cái mặt mày giang hồ vậy mà có thẻ ngành đó mày. Em mày có cứ nằm đây đi. Chắc chắn. Quỷ nó vô trước mắt. Anh kéo ông Long ra chỗ khác thôi. Mắt em hoài à. Bạn kia đi tù hết rồi bạn ơi. Còn Dương nè. Sếp ơi, sếp Long về nghỉ ngơi sếp để mấy này em xử em với Thành đây xử cho sếp ơi. Ok nhá. Dạ. Mà trong nhà tù có camera đó nhá. Dạ rồi, ổng nổi hết rồi, sếp yên tâm. Dạ. Bà, chào sếp nha. À mẹ, em bắn ông Long cái nha. Mày bắn đi rồi, mẹ ba anh em mình đi tù luôn. Bà mày nó cay thế nhờ. Mày tạm thời đi vô đây xíu đi. Đi, vô. À, uống chai nước ăn miếng bánh coi. Đâu có chịu quên Hải rồi. Hỏi sao mấy anh em tôi nó báo các bạn à. Uống chai nước coi. Nó bình tim này. Bật cái camera chưa? Chưa. Mày chạy con kia mày coi mấy ship gì hết chưa? Con Thành mày trong công an cũng đỡ quá ha. Có thằng Quý rồi mà sao thằng Quý đâu rồi? Quý này nó mon. Ủa sao mấy thằng kia đói rồi ta? Nó đi vô tù não rồi. Này lần nào đây? Bước xuống lên trình diện ngay. Thằng đầu mũ nãy nè. Ngáo 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 đây nè. Ngáo ngáo nãy chờ cho nằm đây đi. Này ngáo lắm. Đi Dương. Thằng ấy quả lết vô đây nè. Ai cho mày lết vô đây mày? Giang hồ mày. Giang hồ đúng không mày? Giang hồ lần không? Này, ấy á, lần này cho mày về mày nhập viện nghe mày. Mày đánh cái nữa anh chết luôn Dương. Tao mày bị nhốt vĩnh viễn vô đây Dương. Má cho mày về bệnh viện nghe mày. Mày nhớ mặt ở đây đó. Sao mày giả cảnh sát ra thấy mẹ rồi đó. Hét lên. Đây. Ê, mang em ngồi đây được rồi.
Mấy ngày mình trốn tù sao rồi à? Trốn luôn hả? À, này, à đây, 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 đây. Đừng rồi. Má ơi. Mày hết chuyện làm. Bó rồi dư hết chuyện làm á. Ra đây, ra đây. Nhìn lên. Trả về nè. Trả về mày. Ra đây. Lên, nhanh lên. Má bị hết chuyện làm gì lên xe về nè. Tụi bay chạy xe của nợ tụi bay về đi, nhanh đi, nhanh đi. Nè nè nè. Lên xe tẩu vỡ đem tẩu Dương xe xe màu xanh này hả? Ok, ok. Tẩu lại, tẩu lại, tẩu lại, tẩu lại đi. Làm sao mày? Anh. Đứng đây có cảm biến các bạn, mở cửa các bạn. Thằng này lần nào vậy? Dạ. Thằng này lần nào mà cái thằng này hồi nãy xếp lông kêu em đặc biệt nó hồi nãy nó đi xếp lông kêu nó tử hình nó sếp. Nó đâu quýnh xếp lông rồi, anh giả bộ không thấy đâu, cho đi đi em. Cho về đi, nghỉ cuối cùng đi anh. Dạ. Đây này, thôi anh em rút còn hàng trong tù à. Dạ dạ dạ. Rồi rồi, đi 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 được rồi. Mẹ ơi, toàn là anh em báo mình không các bạn à. Tỷ xử lý mà muốn bệnh luôn các bạn. Dạ ok các bạn, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha mọi người. Hẹn các bạn ở tập tiếp theo các bạn. Má hân công báo thiệt các bạn. Hái gà rồi đã quay trở lại và ăn hại ăn xưa các bạn. Nghĩ sao đi chơi chung với mấy anh giang hồ các bạn. Bị vụ là công an. Mở cửa Thanh. Anh mở cửa ơi. Cửa này kẹt rồi sếp ơi. Đợi 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 em xíu, đợi em xíu. Mở cửa về mày. Nè, quỷ Thanh này. Nè em đứng ngay đây nè nó mở. Ủa đứng ngay đây nè. Rồi. Ủa sao cửa kẹt cái ta. Rồi tạm biệt các bạn trong tù luôn mày ơi. Hồi nữa ra gặp lại sao các bạn ơi. Dạ ok các bạn, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha mọi người. Bây giờ em với sếp đi con kia về đi. Ừ, tới đi đi bộ ra ngoài đi xe kia về đi. Ủa kẹt rồi. Dạ ok các bạn, video kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này cũng nên các bạn cho mình xin một like, một lượt subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Hẹn gặp lại các bạn tập tiếp theo, nhất là 7 giờ tối hôm nay chúng ta sẽ livestream nha mọi người. Một tuần đã kết thúc và chúng ta lại tiếp tục livestream nữa cùng anh em nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye anh em nha. Ok, chở mấy anh báo về nhà cho Dương. Em ơi, ngay bà chị sao mạc à? Dục xe đó đi nha. À, em hiểu sao mấy em nó liều mạng vậy chứ. Báo kinh niên à, mày... Ok, ta kết thúc video nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo. Vào lúc 11 giờ trưa ngày chủ nhật nhé. Bye bye các bạn.